Xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 7 giờ sáng ngày mùa thu quý vị và các bạn. Em Việt, cháu Việt đang trên tuyến đường nhộn nhịp phải nói nhất thủ đô Hà Nội quý vị và các bạn. Trước màn hình là ngã tư Minh Khai và tuyến phố Bạch Mai. Sáng nay em Việt cháu Việt mời quý cô chú anh chị cùng em Việt cháu Việt đi một vòng trên tuyến phố Minh Khai qua tới cây cầu hiện đại nhất thủ đô Hà Nội quý vị và các bạn. Và cây cầu cũng được gọi là cây cầu rộng nhất thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ mùa thu thì hiện tại bây giờ rơi vào khoảng 26 độ C quý vị và các bạn. Trời mát nhưng ánh nắng vẫn chói chang. Quý cô chú anh chị và các bạn tới kênh của em Việt cháu Việt hãy tặng em Việt cháu Việt một like ạ. Và quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ em Việt cháu Việt. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán ở trên tuyến phố Bạch Mai, trên tuyến phố Minh Khai vẫn chưa mở cửa quý vị và các bạn. Em Việt cháu Việt đi giờ này vào 7 giờ 30 sáng. Và ở bên trên đường Minh Khai như quý vị và các bạn thấy là đường trên cao của vành đai 2 thủ đô Hà Nội. Tuyến đường được hoàn thiện từ ngã tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy quý vị và các bạn. Cảnh sáng mùa thu rất đẹp quý vị và các bạn. Thời tiết mát, ánh sáng cũng đẹp, ánh nắng chói chang như quý vị và các bạn thấy, với những nét rất hiện đại của tuyến đường trên cao. Này thì các cô các chú đã kinh doanh rồi, bánh trưng rán quý vị và các bạn, một số cửa hàng sửa xe cũng đã mở cửa rồi. Những hình ảnh rất nhộn nhịp. Cháu Việt đang ở ngã tư Minh Khai. Và Kim Ngưu quý vị và các bạn.
cảnh sáng ở trên các bến xe buýt như quý vị và các bạn thấy rất đông. Rất đông người dân từ Hà Nội chọn phương tiện di chuyển bằng xe buýt. Và trước màn hình là những hình ảnh khu đô thị Times City quý vị và các bạn. Trước màn hình quý cô chú chị và các bạn là những hình ảnh đường lên cầu Vĩnh Tuy, cây cầu hiện đại cũng như là rộng nhất thủ đô Hà Nội quý vị và các bạn. Vào buổi sáng mùa thu thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh kết hợp với mây trắng như quý vị và các bạn thấy. Giữa hai cầu như quý vị và các bạn thấy có cả đèn trang trí và có những chậu hoa giấy quý vị và các bạn, rất đẹp. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là hình ảnh cây cầu Vĩnh Tuy 2. Rất rộng quý vị và các bạn. Và như quý cô chú anh chị và các bạn thấy, chia ra mỗi bên cầu làm hai làn đường, một làn chuyên cho xe máy và một làn chuyên cho ô tô quý vị và các bạn. Làn ô tô như quý vị và các bạn thấy có 3 làn xe, làn bên xem phía xe máy thì có 1 làn quý vị và các bạn, rất hiện đại. Em Việt, cháu Việt đi giờ này cũng là giờ mà các anh chị cô chú đi làm. Nhưng mà như quý vị và các bạn thấy với cái mặt cầu rất rộng thì các phương tiện di chuyển cũng không bị tắc quý vị và các bạn. Những hình ảnh rất tuyệt vời. Và xa xa là cây cầu Thanh Trì quý vị và các bạn. Những hình ảnh trên dòng sông Hồng.
chiều về trung tâm thủ đô Hà Nội. Như quý vị và các bạn thấy rất đông xe, nhưng mà các phương tiện di chuyển rất tốt quý vị và các bạn, không bị tắc đường. Cháu Việt đã sang tới bên Long Biên rồi quý vị và các bạn. Đi hết cầu Vĩnh Tuy, em Việt cháu Việt sẽ dừng clip. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng em Việt cháu Việt đi một vòng trên cây cầu Vĩnh Tuy vào buổi sáng mùa thu rất đẹp quý vị và các bạn, những hình ảnh rất hiện đại trên thủ đô Hà Nội. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt cháu Việt. Những hình ảnh bên quận Long Biên.